Hôm 2 tháng 10, Tăng Duy Tân giới thiệu MV Chia đôi nỗi sầu, đánh dấu sự trở lại đầy ấn tượng trong làng nhạc và nhanh chóng đạt vị trí hàng đầu trên bảng xếp hạng âm nhạc của YouTube. Trong buổi giới thiệu, ca sĩ này chia sẻ về sự thay đổi trong cuộc sống và công việc của mình. MV Chia đôi nỗi sầu của Tăng Duy Tân đang thu hút sự quan tâm của khán giả. Trong cuộc trò chuyện, anh nói về những thách thức mà anh đã trải qua khi bước chân vào thế giới nghệ thuật. Anh nhấn mạnh rằng sự nổi tiếng đến nhanh chóng đã khiến anh choáng ngợp, và việc phải tham gia vào hàng loạt buổi biểu diễn đã ảnh hưởng đến sức khỏe của anh. Tuy nhiên, anh không sử dụng sự nổi tiếng để đo lường thành công cá nhân mà luôn nhận thức về những hạn chế của mình. Anh luôn tự đặt ra tiêu chuẩn cao cho bản thân và không tự phụ. Tăng Duy Tân chia sẻ về việc anh đã giúp đỡ gia đình bằng thu nhập từ nghề ca hát. Anh là con của một gia đình nông dân, và bố mẹ anh đã lao động chăm chỉ để nuôi các con lớn. Anh luôn tự thúc đẩy mình để có thể trả ơn, giúp đỡ bố mẹ thoát khỏi cảnh khó khăn. Anh đã sử dụng tiền kiếm được để xây dựng ngôi nhà cho bố mẹ ở Quảng Trị. Mặc despite pay higher construction cost than initially planned, he insisted on using the best material and encouraged his father not to worry about the financial aspect. Tăng Duy Tân is ready to endure hardship to complete the dream home for his parents, ensuring their happiness. He also advised his parents to stop farming as he didn't want to see them work hard anymore. In a listen to his music career, he opened a small restaurant for his parents to manage, knowing that they prefer to stay active. He told his mother, "It's time for you to enjoy life and not have to toy in the field." Lúc chưa nhiều người biết đến, tôi từng xấu hổ không dám về quê vì bị người khác chê bai, buông lời coi thường đi hát mà Tết cũng không có nổi cái áo tử tế để mặc. Bố mẹ tôi biết chuyện nhưng về nhà mới dám khóc. Về sau, tôi nhận ra không nhất thiết phải sống theo bình luận của người khác vì dễ áp lực. Khi làm nghề, tôi hiểu để trở thành người của công chúng phải biết chấp nhận thực tế rằng hôm nay được tung hô nhưng ngày mai có thể bị chỉ trích. Tôi giải thích rõ điều này để bố mẹ hiểu cho công việc, mặt khác chuẩn bị tâm lý. Tôi tự tin có sự trưởng thành về suy nghĩ, hành động đúng để bố mẹ không buồn lòng. Tôi từng làm thêm đủ nghề lúc sinh viên nhằm trang trải cuộc sống, do đó rất quý đồng tiền làm ra. Tôi không có thói quen tụ tập bạn bè, đi bar hay sử dụng chất kích thích. Anh nghĩ bản thân hiện cần cải thiện điều gì để phát triển? Thời gian vắng bóng một năm qua, tôi ngẫm ra nhiều điều ý nghĩa. Có lúc tôi lo lắng khán giả sẽ quên mình. Tuy nhiên, cứ tiếp tục, tôi lại không phải là chính mình. Tôi muốn đi hát phải đúng nghĩa sống với cảm xúc. Không phải lên sân khấu xong rồi cầm tiền về bởi sẽ rất chán, mất hết lửa. Tôi có thể nổi tiếng chậm nhưng phải đi đường dài, không thể đánh đổi, bất chấp mọi thứ. Tôi nhận ra cảm xúc là thứ quan trọng nhất để nuôi dưỡng tố chất nghệ sĩ. Tôi không muốn đi diễn xong, trở về với một tâm hồn trống rỗng, không có cảm giác sướng khi hòa vào âm nhạc, khán giả, như thế chẳng khác nào cái máy công nghiệp. Với tôi, đứng tại phòng trà khoảng chục người nhưng vẫn có cảm giác như đang hát trong phòng tắm đã là hạnh phúc. Sau chê bai của khán giả về khả năng hát live, tôi đi học thanh nhạc. Tôi còn cải thiện phong cách biểu diễn vì định hướng hiện tại là phát triển con đường ca sĩ cạnh sáng tác nhạc.